Ok, xin chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại với kênh của C-Watt Authentic, trao chữ tín, sống trọn đam mê. Và em là Long Trang. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Em thấy không ạ? Một cái hộp rất là đẹp đến từ thương hiệu Breitling. Và thật sự là những anh em nào chơi và biết đến Breitling thì cũng là những cái người đã tìm hiểu rất là sâu sắc về cái thương hiệu này. Và hôm nay thì em cũng sẽ giới thiệu một chiếc Breitling rất là đặc biệt ạ. Đó, rất là đẹp. Và giới thiệu luôn với các anh, đây là một chiếc đồng hồ qua sử dụng anh em nhé. Tuy nhiên là tình trạng em thấy không, hộp sổ vẫn còn cực kỳ là mới. Trong này chúng ta sẽ có gì đây? Một chiếc hộp travel box đến từ Breitling và làm bằng da anh em nhé. Một cái chất liệu da khá là cao cấp, sờ trên tay rất là êm mịn. Và cái hộp travel box này thì cũng còn rất là mới luôn. Đó, chúng ta sẽ có gì ở đây? Trong này thì chúng ta sẽ có một chiếc ví đựng rất nhiều cái giấy tờ, hộp sổ đó của Breitling. Và cuối cùng thì sẽ là gì đây? Chúng ta sẽ có vài cái chứng nhận đến từ thương hiệu này. Và em sẽ giới thiệu về cái đồng hồ trước nhé. Đây. Đó. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chiếc Breitling. Anh em thấy không ạ? Cái travel book này hoàn thiện cũng rất là chất lượng và anh em có thể mang đi công tác này, mang đi du lịch đó, cho đồng hồ vào đây rất là tiện dụng, vừa đẹp vừa tiện dụng, bảo vệ đồng hồ rất là chắc chắn nữa. Hoặc là nếu mà anh em không dùng thì có nên để nó vào đây nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu một chiếc Breitling thuộc cái dòng Super Ocean, một cái dòng đồng hồ lặn rất là nổi tiếng và huyền thoại của Breitling. Và chắc hẳn anh em chơi dòng Breitling thì đều biết cái dòng sản phẩm đồng hồ này. Một chiếc Breitling có cái màu xanh blue rất là đẹp. Và thật sự là em rất là thích những chiếc diver mà có cái màu xanh như thế này. Nó cũng tượng trưng cho màu của biển cả, xanh thăm thẳm, rất là tuyệt vời, rất là trẻ trung. Và còn đặc biệt hơn nữa, khi mà đây là một chiếc limited edition anh em nhé, chỉ có 2.000 chiếc trên toàn thế giới thôi. Và em đang có đây một chiếc cực kỳ là đẹp giới thiệu với anh em. Và nó là một chiếc đồng hồ qua sử dụng. Tuy nhiên là tình trạng em thế này, dây, khóa đều cực kỳ là mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau xem là ở giấy tờ hộp sổ của nó có những cái gì. Và nếu như mà anh em quan tâm những cái sản phẩm tuyệt vời như thế này, mua bán, trao đổi những cái sản phẩm đồng hồ chính hãng, thì hãy liên hệ với em với số 0828 91522, hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816172 nhé. Đầu tiên thì ở một cái chiếc ví rất là điệu đà và rất là xịn sò này. Đó. Chúng ta sẽ có thẻ bảo hành điện tử Breitling. Cái với những cái chiếc Breitling đời mới ấy, thì họ sẽ dùng thẻ bảo hành điện tử đây. Có cái phần đọc thông tin mã thẻ ở đây. Rất là xịn sò đúng không ạ? Đó, chiếc này thì sẽ mua vào ngày 13 tháng 6 2014. 2 năm bảo hành chính hãng, tuy nhiên là chiếc này đã hết bảo hành rồi em nhé. Hết bảo hành rồi. Mà cái tình trạng của nó mua từ 2014 mà nó còn rất là đẹp như thế này thì chắc chắn là đây là một chiếc rất là ít sử dụng. Đây ạ, giấy chứng nhận số 1265 trên 2000 chiếc trên toàn thế giới. Và đây sẽ là một chiếc số 1265. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cuốn sổ tiếp theo. Đó, nói chung là đây là thông tin của hãng thôi, không gì cả. Tiếp đến thì đây là thông tin kỹ thuật giới thiệu về chi tiết riêng của cái chiếc đồng hồ này. Đó, anh em có thể nghiên cứu kỹ hơn khi mua nó nhé. Rồi ok, đó là những cái gì ở trong cái ví này. Còn đây thì chúng ta sẽ có một tờ giấy chứng nhận chuẩn chronometer của chiếc Breitling này. Và đây là một chiếc thẻ của showroom boutique. Đó là tất cả những giấy tờ gì của chiếc Breitling. À đây, chúng ta sẽ còn một cuốn sổ nữa. Đây, một cái thẻ rất là xịn sò. Soyunosuke Yamasuchi Yamaguchi. Chẳng biết em đọc vậy có đúng không. Đây là thẻ
một cái thẻ rất là đặc biệt của Westlink, và cái người mua ấy cũng được dập nổi tên trên này luôn. Rất là tuyệt vời và rất là trang trọng của Westlink dành cho những cái người ưa thích fan hâm mộ của thương hiệu mình. Trước này thì ở đây mã series này, và ngày mua là 13 tháng 6 2014. Đó, chiếc này thì mua chính ngạch tại Nhật Bản anh em nhé. Đó là toàn bộ những cái gì giấy tờ về chiếc này, rất là nhiều. Một chiếc limited edition thì tất nhiên là nó sẽ phải nhiều giấy tờ, những cái chiếc bình thường hơn rất là nhiều. Bỏ qua đi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái chiếc đồng hồ tuyệt vời này hôm nay. Một chiếc dòng Super Ocean đã rất là quen thuộc với anh em. Tuy nhiên là với một cái bản limited thế này, nó sẽ có một cái phối màu rất là đẹp, màu xanh navy anh em nhé. Em không rõ là anh em nhìn qua cái video có rõ, có thấy rõ cái màu và cái rõ cái độ đẹp của nó không, nhưng mà phải nói là cầm trên tay thì có một thứ mà chắc chắn là các anh sẽ không cảm nhận được, đó là cái độ hoàn thiện của chiếc này rất là tuyệt vời. Đầu tiên thì phải nói đến là đây là một cái chiếc đồng hồ rất là mới. Nó mới như kiểu là vừa mới chỉ mua ngày hôm qua thôi. Và nổi bật nữa là cái dạ quang ở trên trên cái chiếc diver này siêu sáng luôn. Dạ quang Super Luminova cho anh em có thể quan sát giờ trong bóng tối rất là tuyệt vời. Cái dạ quang này theo những người sử dụng lâu năm thì nó cũng rất là bền, rất là lâu hỏng, và cái độ phát sáng của nó cũng rất là lâu nữa. Chúng ta đang có một chiếc Westlink Super Ocean mà cái đường kính bề mặt là 42mm. Tuy nhiên là cái phần lắc tu lắc của nó khá là cụp thôi anh em nhé. Đó, thế nên là anh em cổ tay khoảng 16 là đã có thể lên tay chiếc này rất là đẹp rồi. Còn nếu mà đẹp nhất vào khoảng 16,5 đến 17,5 đến 18 thì đeo sẽ còn trẻ trung, khỏe khoắn và đẹp hơn nữa. Đầu tiên thì sẽ phía ngoài thì vẫn sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối được phủ chống lóa ở đây. Nó rất là trong trẻo. Em có thể xem này. Nó trong trẻo đến mức chúng ta cảm thấy như là không có một cái lớp kính nào ở đây vậy. Và ở nó cũng sẽ làm cho cái dial của đồng hồ nó càng thêm đẹp mắt, với những cái chi tiết được hoàn thiện cực kỳ là tỉ mỉ, tinh tế và đẳng cấp. Westlink thì nó thuộc cái phân khúc mà ở đó thì sẽ có Tag Heuer này, có Omega này, có thể là có cả Grand Seiko nữa. Thế nên là đây là một cái phân khúc khá là cao cấp rồi, cao hơn cả Longines anh em nhé. Nên là cái chất lượng và độ hoàn thiện của nó phải nói là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có logo của Westlink, đó, chữ B với cả hai cái cánh hai bên. Một Westlink này, 1884, dòng chữ Super Ocean, chronometer automatic chống nước ở 5000 feet, tương đương với cả 1500m anh em nhé. Đó, một chiếc Super Ocean, một chiếc đồng hồ lặn chuyên dụng chống nước ở 1500m. Và với chiếc này thì anh em hoàn toàn có thể đeo đi bơi, đi lặn chuyên nghiệp, không vấn đề gì cả. Với một chiếc như thế này thì không bao giờ sẽ sợ bị nước vào nữa. Với những cái độ hoàn thiện tuyệt vời từ những chi tiết này, nó rất là khít anh em nhé. Đó, chịu độ áp suất rất là cao. Và cái đặc điểm của dòng đồng hồ diver nữa là nó sẽ trang bị một cái núm screw down này. Đó, núm xoắn cổ chai anh em nhé, rất là chắc chắn, độ hoàn thiện cực kỳ là cao, khiến cho nước không thể vào được cái đồng hồ của chúng ta. Đồng thời hai bên cũng sẽ có cái phần cover để bảo vệ cho núm. Bên này thì sẽ là một cái núm, cái chức năng đặc biệt riêng có của dòng diver, đó là van xả khí heli chuyên dụng. Là cái van này nó sẽ, khi mà anh em lặn sâu xuống biển, nó sẽ có thể tự phát hiện ra áp suất nó đang chênh lệch, và nó nhả khí heli ra để làm cân bằng áp suất của đồng hồ, khiến đồng hồ không bị áp suất quá mạnh tấn công vào những cái phần của đồng hồ nữa. Rất là tốt, rất là thông minh và rất là xịn sò đúng không ạ? Ở phía trong này thì chúng ta có thể thấy là có các cọc số 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 là cọc số Arabic. Còn lại chúng ta sẽ cọc số vạch lớn. Kim cũng được làm to bản để chứa nhiều dạ quang nhất có thể. Tuy nhiên là độ hoàn thiện cũng rất là đẹp. Đó. Ô lịch ở góc 3 giờ. Và một cái benzo xoay rất là sướng em nhé. Anh em đã biết cái benzo này để làm gì chưa ạ? Với một cái chiếc đồng hồ lặn như thế này, thì cái chức năng của benzo này nó như thế này anh em nhé. Ví dụ chúng ta đang ở 10 giờ 28 phút
em sẽ xoay cái 60, cái ô 60 về đây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lặn và xuống đến dưới đáy chẳng hạn, nơi mà chúng ta lặn đến rồi thì chúng ta có thể quan sát là cái kim phút nó di chuyển được bao nhiêu. Ví dụ nó di chuyển được như thế này chẳng hạn. Đó, thì chúng ta có thể biết là chúng ta đã ở dưới đây 5 phút rồi. Và cái người mà đeo chiếc này lặn xuống thì có thể tính toán được cái lượng dưỡng khí và thời gian để kịp ngoi lên mặt nước để lấy hơi, hoặc là không hết cái oxy dự trữ ở trong cái bình oxy của chúng ta. Đó chính là cái chức năng riêng có của dòng đồng hồ Diver này, rất là tuyệt vời. Rồi, đây là bộ dây cao su chính hãng của Breitling anh em nhé. Một cái bộ khóa cũng rất là đẹp, hoàn thiện cực kỳ là tuyệt vời và chắc chắn. Rồi, đây, dây sẽ sử dụng dây 2018. Và ở phía sau này thì sẽ có rất là nhiều cái chứng nhận của Breitling này. Edition, Limited Edition này. Đó, 1265/2000 chiếc anh em nhé. Mã C-Number, chuẩn chronometer này. Đó. Và chiếc này của chúng ta thì sẽ chạy trên tần số dao động là 28.800 VPH, tích cót đến 46 giờ và có cái chuẩn chronometer này, sai số chỉ từ cộng 4 giây, cộng 6 giây đến trừ 4 giây một ngày, rất là tuyệt vời. Rất là nhiều giấy tờ chứng nhận. Đó là toàn bộ những cái gì thông tin chi tiết về cái chiếc Breitling này. Bây giờ thì em sẽ tiến hành đeo lên tay để anh em có thể cảm nhận là chiếc này trên tay nó sẽ như thế nào. Và với một chiếc mà 42mm với càng ngắn như thế này thì trên cổ tay 15,5 như em fit cũng khá là ổn. Tuy nhiên nếu cổ tay anh em to hơn thì sẽ còn đẹp hơn nhiều. Với cái độ dày là 15mm trên tay cực kỳ là khỏe khoắn, nam tính và mạnh mẽ. Và thật sự là trẻ trung nữa. Nếu như anh em thích cái phong cách bụi bặm, khỏe khoắn thể thao như này, đi mang đồng hồ đi những cái môi trường nó khắc nghiệt, đi phượt, đi tắm biển, đi bơi, thì đây chắc chắn là một cái chiếc đồng hồ rất là đáng sở hữu với một cái mức giá đang rất là tốt và cái độ mới cực kỳ cao như thế này. Với một chiếc như thế này, tình trạng lướt đẹp như thế này, hãng đang bán ở ngoài thị, bây giờ thì hãng không còn bán mới đấy nhé, và ngoài thị trường nước ngoài ấy, họ đã bán một chiếc như này với giá đâu đó khoảng 8-90 triệu, chưa tính thuế, chưa tính tiền ship về Việt Nam. Đó, còn em đang giao lưu với một anh em với một chiếc Breitling tình trạng còn siêu lướt như thế này. Đó, chất thép cực kỳ lì, đanh và độ hoàn thiện rất là cao. Chất thép của Breitling thì đúng là không có gì phải bàn cãi cả. Thì em đang giao lưu với chiếc này với anh em với cái mức giá là 70 triệu cho một chiếc Breitling thế này. Cam kết chính hãng 100%, bảo hành 2 năm cùng hỗ trợ bảo hành đến 5 năm. Thì em đang có một chiếc duy nhất, một chiếc duy nhất thôi anh em nhé. Có thể là ở Việt Nam chắc cũng không tìm được quá nhiều đâu. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy hay, hãy bấm like, bấm đăng ký và bấm một cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một video của bên em cả. Và các bạn phải xuống Zalo của em nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em.